Sáng nay, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Hầu An Lệnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Nguyễn Di Hưng, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 ngày 18 tháng 3 năm 2002 và tổng kết 10 năm thi hành luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Hội nghị được trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Sau 20 năm triển khai nghị quyết số 13 và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp, số lượng hợp tác xã phi nông nghiệp không chỉ tăng nhanh về số lượng, chất lượng, mà hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã phi nông nghiệp cũng đã được cải thiện đến cuối năm 2021, cả nước có 9.316 hợp tác xã phi nông nghiệp, 16 liên hiệp hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp và 44.226 tổ hợp tác phi nông nghiệp thu hút gần 3 triệu thành viên, chủ yếu là đại diện hộ cá thể ở trên địa bàn nông thôn tham gia. Quy mô vốn, tài sản, doanh thu, lợi nhuận và thu nhập khá cao. Đến cuối năm 2021, vốn điều lệ của hợp tác xã tăng 1,6 lần so với năm 2011, tăng 8,2 lần so với năm 2002, gấp 1,4 lần so với hợp tác xã nông nghiệp bình quân 2,88 tỷ đồng một hợp tác xã. Số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy mô vừa và lớn, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số vào sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm ô cốp, tham gia xuất khẩu hàng hóa ngày càng tăng, thích ứng với đại dịch COVID-19. Đến cuối năm 2021, cả nước có 955 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy mô vừa và lớn trong lĩnh vực phi nông nghiệp với tổng doanh thu 90.200 tỷ đồng phát biểu tại hội nghị đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề nghị các bộ ngành địa phương, Liên minh hợp tác xã Việt Nam tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và xã hội về pháp luật hợp tác xã và kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp, tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp phát triển tăng cường năng lực quản trị đổi mới công nghệ phương án sản xuất kinh doanh đối với kinh tế tập thể hợp tác xã thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ ưu đãi hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã lĩnh vực phi nông nghiệp